Hello everyone, thầy chào tất cả các bạn nha. Hello, how are you today? Hello teacher. Hello. Hello teacher. Hello. Hello teacher. Hello teacher. Hello teacher. Hello teacher. Hello, how are you? How are you everyone? Hôm nay bạn thế nào nhỉ? I'm fine teacher. Okay. Wait. Hello everyone. Nice to see you. Okay. Các bạn để số thứ tự đi. Hello teacher. Hello, nice to see you, Giang Hà, okay? Hello, teacher. Yes. So, what do you do today? Hôm nay các bạn làm gì nhỉ? What do you do, everyone? Hôm nay các bạn làm gì? Các bạn chia sẻ nào. What do you do today? Đi làm gì hôm nay? Các bạn làm gì nhỉ? Các bạn cứ nói đi. Các bạn cứ nói đi nào. Thầy đang chào bạn. Bật mic lên. Okay. I play hide and seek. What's that again? Nói lại đi xem nào. What's that? I play hide and seek. Hide. Okay, cả lớp này. Hide. Âm cuối nào. Hide and seek. Okay. Hide and seek. Okay, really good. Okay, good. What else? I play badminton. Okay. Được mang cái gì vậy? Nào. How to run badminton. Okay. Em nói thầy tí thầy cấm bật đi rồi. Okay, please turn on your cameras, okay? Bây giờ mình phải bật hết cam lên nha các bạn nha. Please turn on your cameras, okay? Okay. So today I have like 4 screens, okay? Bây giờ trên bàn của thầy đang có bốn cái ấy các bạn ạ, bốn cái màn hình, ok, 4 screen rồi, ok. Ôi trời, trên này rồi. Let's start đi, ok. Bây mình sẽ học các bạn nha, let's go. Are you ready? Các bạn comment đi nào. Please comment, I'm ready, ok. Please comment, I'm ready, để mình học nha. Ok, here we are. Ok, so day 17. Ok, everyone repeat after me. Các bạn nhắc lại cho thầy nha. Day 17. Ok. Day 17 nghĩa là ngày số 17. Ok. 17. Ngày số 17. Ok. Các bạn ghi từ này 17 nha. Please write down 17. Okay. Repeat everyone. Các bạn nhắc lại cho thầy nào. 17. Ấy gì nào? 17. Bây mình sẽ ghi lại một số quy tắc nhé để phát âm nhá. Đây mình sẽ thấy bạn nào nhỉ? Đừng có vẽ bằng này người. Okay. Bây giờ là mình sẽ ghi lại một số quy tắc này. Please write down, okay? Please write down. Mình sẽ thầy sẽ tổng hợp lại cho các bạn những quy tắc mình đã được học nhá. Quy tắc số 1 này. Rule number 1, okay. S thì răng trên cắn môi dưới và thổi hơi ra. Ok các bạn nhá. S thì răng trên cắn môi dưới và mình thổi hơi ra các bạn nhá. Nó ghi lại nào. Ok. Are you done? Nếu bạn nào xong rồi thì comment đi, please. Comment I'm done, ok. You're done, please. Comment done. Ai xong rồi thì comment là done đi nào. Ok, done. Ok, really good. Thì một số can you give us some example with the words with the s. Ok, các bạn thử cho thầy một số ví dụ với những cái từ mà có chữ s gì xem nào các bạn ơi. Ok, give me some example with the words with the s. Ok, răng trên nha, cắn môi dưới thổi ra đấy, khi gặp những ông s gì này thì thường là như vậy. Ok, sunny, sad. Ok, really good. Okay. sun ngoài mặt trời đấy. What else?
Same, okay. Giường này. Sad, sofa. Sofa, ghế sofa, okay. Sorry, đúng không? Rất nhiều từ, okay, sorry. Đúng không? Đấy. Thì các bạn học những từ này các bạn phải dùng hàng ngày nhá. Okay, you have to use it every day. Okay. Sun là mặt trời này. Bạn ghi đi. Sun, mặt trời này. Sao là tiếng này. Okay. Sofa là ghế sofa. Where is that? Okay. Ghế sofa. Sorry là xin lỗi. Okay, everyone repeat. Sorry. Em xin các bạn ơi. Again. Sorry. Okay, sorry. Next one. Mời một bạn đọc cho thầy nào. Một bạn đọc cho thầy nha. Okay, wait a second. Is it recording? Mời bạn đọc nha. Ok, xin mời Tuệ Lâm nào. Hôm nay thầy mới đổi cái máy mới các bạn ạ. Nên là thao tác hơi chậm một tí. Ok, repeat. Sun. Sun. Ok, good. Con nhớ là gì ạ? Bạn Tuệ Lâm nhớ là gì? Này, S gì và chữ N là phải ngân đồng cuối này. Sun. Ngân đồng cuối nào? Cả lớp ơi. Sun. Ok, really good. Next one. Sound. Sound. Ok, âm đi nào. Sound. Sound. Âm đi của con vẫn chưa chưa. Đi là dùng học D. Sound. Sound. Very good. So lower your voice. Cả lớp ơi, cả lớp phải đọc nó thấp giọng xuống nha. Không đọc là sound. Sound. Don't say sound. Let's say sound. Ok, nói từ chỗ này này. Cái con nói thấp xuống nào. Sound. Sound. Ok, really good. Much better. Đúng rồi. Next one. Sofa. Sofa. Nói thấp xuống. Ok, lower your voice. Sofa. Sofa. Ok, good. Next one. Sorry. Sorry. Chúng ta mới nhận ra. Re. Sorry. Sorry. Ok, really good. Ok, tuyệt vời. Ok, thank you. Ok, next one. Tiếp theo. Ok, lesson 1. Bài số 1 này. AI sound. Ok, âm AI các bạn nha. Lesson 1. Ok, AI sound. Okay, để thầy bật một cái bản Word cho bọn ghi theo nhá. Wait a second, everyone. So the first one, lesson 1. Okay, nghĩa là bài 1 các bạn nhá. Lesson 1, nghĩa là bài 1 này. Lesson 1. Okay. And write down, everyone. Có lớp ghi lại nào. Lesson 1. Yeah, by mode. Okay, wait. Oh. Okay, 1, yeah. À quên, mình đang ở quy tắc nhỉ các bạn ơi. Từ, chờ chút chứ. Quên, đang ở phần quy tắc phát âm. Cái quy tắc số 2 này mình học khoảng hôm nay mình sẽ học khoảng 8 quy tắc các bạn ơi, để các bạn nhớ nè. Quy tắc số tiếp theo nha, quy tắc số 2. Rule number 2. Rule number 2. Học chữ R đó nha. Chữ nhỏ to lên nào. Can you see the screen? Các bạn có thể thấy cái màn hình nhỉ? Các bạn thấy màn hình không? Can you see the screen? Okay. Các bạn thấy màn hình không? Các bạn comment là please comment noi, ok? Chữ R. Okay, right again. Đầu hoặc giữa một từ này thì phải cho môi nhọn ra. Hôm nay thầy khuyến mại thêm Đức Anh nhá. Hôm nay thầy khuyến mại thêm 2 quy tắc nữa con nhé. Bình thường mình chỉ học 6 thôi, nhưng mà thầy yêu lớp mình, thầy khuyến mại thêm 2 quy tắc nữa. Ok. So I love our class. So
It's a gift for you, okay? So I give you like two more rules, okay? Mua nhỏ. Ra hoặc như kiểu sắp nói chữ u, okay. U, cả lớp nói chữ u xem nào. U, everyone say u. U, u, okay. U. Chút cái virtual background cho nó thú vị. Wait a second, cả lớp chờ chút nhỉ. Just virtual background, okay. Wait a second. Này chưa có. Okay, whatever. Không cần nữa. Okay, choose. Okay. So các bạn ơi, các bạn hãy thử lấy ví dụ nha. Can you give us some examples? Okay, examples. Là ví dụ đấy các bạn ơi. Examples. Thầy cảnh bán báo bạn Hồng Quyên nhá. Không được comment spam nhá. Số 50, number 50 Hồng Quyên. Examples, okay, examples. Wait a second, okay. Examples. Như là ví dụ các bạn nhá. Ví dụ. Cả lớp mình chăm học vào nhá. Mình cần mục tiêu của mình là 3000 từ vựng các bạn nhá. So our goal is 3000 new words, okay? Để thầy sau đọc xem các ví dụ các bạn nào. Okay, red. Đúng rồi, màu đỏ này. What else? Từ nào không? Ring, đúng rồi, chiếc nhẫn. Đúng rồi. What else? Okay. Run, okay. Cái hoặc là run, đấy, chạy này. Rich. Okay, good. Okay, thanks. Cảm ơn các bạn nha. Okay, so here. Red là màu đỏ này các bạn ơi, các bạn nghĩ đi. Thì khi mình học nha, mình phải dùng những cái từ này hàng ngày. So you have to use these words every day, okay? Các bạn học các bạn phải dùng hàng ngày các bạn nhé. Các bạn phải dùng hàng ngày. Okay, so ring là chiếc nhẫn này. Đấy, mình phải dùng. Okay, ring thằng cái nhẫn hay đeo ấy. It's a ring, okay? Next one, run là chạy. Đấy. Thì bất cứ học từ nào thì mình phải dùng trong cuộc sống hàng ngày thì mình mới giỏi được nhá. Run là chạy này. Rich là giàu có. Đấy, hãy tưởng tượng hình ảnh là giàu có xem nào. So imagine in your head the a rich picture, okay? You understand? Các bạn hiểu không nhỉ? Do you understand? Rich là giàu có này. Đấy, thì học mình phải dùng hàng ngày. Okay. Good. Who want to read it? Ai muốn đọc nào? Ai muốn đọc nào? Who want to read it? Raise your hands. Okay. Hãy xin mời bạn Ngân Khánh nhé. Ngân Khánh nghe đọc đi. Okay, repeat. Red. Red. Okay, con đọc đi. Red. Red. Okay, good. Next one. Ring. Ring. Okay, muốn nhận ra nào? Ring. Ring. Awesome. Run. Run. Cái chữ R mỗi nhận ra con. Run. Run. Ok, chữ N nặng, hơi mũi ra một chút nữa. Air out your nose a little bit more. Run. Run. Ok, good. Next one. Rich. Rich. Say hát nào. Rich. Rich. Ok, ok, good. Rule number two. Ok. Rule number three. Ok. Quy tắc số 3. Rồi quy tắc các bạn nhé. Quy tắc 3 này. À, các bạn thích âm gì nào? Ok. Bạn thích âm gì thầy hướng dẫn nhỉ? Ok, what do you want? Là âm gì? Âm CH nè. Ok. Rồi thì môi hơi nhọn ra và bật hơi ra. Ok. Môi hơi nhọn ra nha. Bật hơi ra. Còn thử lấy ví dụ những cái từ mà có âm H xem nào. Ở CH nào. CH. Ok. So can you give us some examples with the CH. Ok. Choose. Ok. Chọn này. Chair. Ok. Chọn này. Chair. Cái ghế này. It's a chair. Ghế này, ok.
China, okay, Trung Quốc này. Very good. What else? Chicken, okay. Ở cuối đi, ở cuối là gì? Một số từ cuối là teach, okay. Ở cuối cũng vậy nhé, teach, okay. Đấy, chẳng hạn. China là Trung Quốc, các bạn đi từ cái bàn mới nào, Trung Quốc này. Teach là dạy này. Okay, good. Oh, wait a second, các bạn chờ chút nhờ. Sao bị gì nhờ? Ok, các bạn ơi, xem nào. Choose, ok. Okay, cả lớp ơi, repeat after me, nhắc lại cho thầy nào. Choose. Really good, next one. Chair. Chair. Ok, Bảo Hưng, come on, repeat, Bảo Hưng nhắc lại theo con. Cả lớp nhắc lại theo đi, đừng có lười nhá, lười là không giỏi đâu. China. One more time. China. Ok, next one. Teach. Ok, really good, awesome, ok, good. Xin mời bạn nào muốn đọc nào, who want to read it? Xin mời bạn, Minh Nguyệt đi, Minh Nguyệt đọc được không? Cả lớp đọc theo thầy nhá. Vâng, Minh Nguyệt nào. Choose. Con ơi, cái mic của con bị ồn quá. Ok. Thầy gọi con sau nha. Xin mời An Dung nào, An Dung ơi. An Dung cho kéo cái camera xuống nhất lớp thấy mặt. Ui, An Dung. Me? Oh, mình Pikachu. Ok. Repeat. Choose. Choose. Vậy cả lớp đọc theo nào. Chair. Chair. Ok, chữ R nào, uống lên. Chair. Chair. Ok, next one. China. China. Next one. Beach. Beach. Okay, okay, good. Mic con ồn quá. Anh đang ngồi tập trung học nha, focus, okay, good. Next one. Okay, rule number four. Âm gì nhỉ? Âm gì các bạn ơi? Okay, SH, okay. Good, good. SH. SH, okay. Chẳng hạn như là, các bạn thử lấy ví dụ nào. Sheep, okay, good. Can you give us some example? Từ từ, quy tắc đi. SH thì môi nhỏ ra và phát âm như shit, anh của tiếng Việt đấy. Understand, okay. Bọn nhá. Okay, so sheep. What else? Các bạn lấy ví dụ cho thầy nào. Ở cuối cũng được, cuối hoặc đầu. Ok. Shopping, đúng rồi. Bất đức anh lấy ví dụ, đúng rồi. Really good. Shopping. Ok, what else? She. Ok, good. What else? Còn gì nữa không? Không phải. Shoes. Ok. What else? Không phải sky, không phải sky, không phải. Cash, đúng rồi. Ví dụ ra tốt, đúng rồi. Tiền mặt này, cash. Fish. Đấy, các bạn muốn học từ vựng nhanh ấy thì bất cứ khi nào nhé, các bạn học từ gì các bạn phải tưởng tượng và phải dùng trong cuộc sống hàng ngày. Ok, you have to use it in your daily life. Bạn nào đồng ý là những cái từ này ấy, khi mình học thì mình phải dùng trong những cuộc sống, dùng trong cuộc sống hàng ngày nào. Khi nhìn thấy những cái này thì mình phải nói tiếng Anh, các bạn đồng ý là ai, các bạn comment I agree nào. Please comment I agree, ok. Nếu các bạn đồng ý là mình phải sử dụng những cái từ này trong cuộc sống hàng ngày. Ok, tôi đồng ý nào. Ok, please comment I agree, các bạn comment nào. Đấy, chẳng ok, it's a sheep. Ok, chẳng đó một con táo. I'm going shopping. Tôi đi mua sắm chẳng hạn. Ok, hoặc là gì ạ? She, cô ấy. Đấy. Thì bất cứ khi nào mình mình nói thì mình phải gì ạ? Bất cứ khi nào mình thấy những cái từ đấy thì mình phải nói tiếng Anh thì mình mới giỏi được nhá. Ok. Wait a second. Cho nó nhớ ao cái này điều chỉnh được. Awesome. Ok, good. Awesome. Ok.
Wait a second, các bạn chờ em chút. Cho cái bảng này ra nữa. Ok, shopping là mua sắm, bọn này mua sắm. Bọn đi bài đi mua sắm. She là cô ấy này. Next one, shoes là giày. Đôi giày. Thường mình làm mình nói gì ạ? A pair of shoes. A pair of shoes. Cash là tiền mặt. Tiền mặt này. Fish là cá. Đấy. Thế các bạn học ấy, các bạn phải tưởng tượng ra hình ảnh nhá. So when you learn, you have to imagine. Okay, you have to imagine the words. Okay, khi mà mình đọc thì mình phải tưởng tượng ra những cái hình ảnh như vậy. She là con tàu này. Shopping, okay, mua sắm. She, cô ấy tưởng tượng trong đầu thế nào? Shoes, hãy tưởng tượng hình ảnh đôi giày. Okay. Cash là tiền mặt. And fish, okay, good. Okay, who want to read it? Ai muốn đọc nào các bạn, giơ tay nào. Okay. Minh Sang đây thấy gọi lần lượt nhá. Okay, Minh Sang đọc đi con. Everyone repeat, cả lớp đọc lại nào. Sheep. Sheep. Anh nào cả lớp này? Sheep. Sheep. Okay, read it. Sheep. Next one, shopping. Shopping. Anh hát, okay, stronger. Shopping. Shopping. Okay, P là bật hơi ra. Okay, shopping. Shopping. Okay, awesome. Next one. She. She. Good. Shoes. Shoes. Okay, âm Z nào. Shoes. Shoes. Okay, good. Các bạn ghi âm, ghi nhớ đây âm Z. Okay, shoes. Next one. Cash. Okay, Evan. Okay, mình sang tắt mấy giờ. Okay, nhanh nào. Okay, next one. Cash. Cash. Next one. Fish. Fish. Okay, awesome. Okay, good. Awesome. Cả lớp hiểu nhỉ? Do you understand? Ai hiểu những quy tắc số 4 này? Comment understood xem nào. Please comment understood, okay? If you got it. Ai đã hiểu nhỉ? Please comment understood, everyone. Hãy comment đi. Please comment understood. Nên đã hiểu các bạn nhá. Okay, good. Rule number 5. Rule number 5 âm gì nhỉ? Các bạn gợi ý sao âm TH, okay. Ngoài, lưu ý vào âm TH, okay. Good. Âm TH có hai loại. Loại 1 này. Hai chấm loại 1 không dung họng này. Và loại 2 dung họng. Đó, chấp mình cũng không cần quan tâm hai loại lắm, nhưng mà lưu ý này, lưu ý khi phát âm này. TH, okay. Mình phải để lưỡi giữa hai răng mở này hoặc là further, okay, là ngay phía sau hai răng, okay, good. Đấy, bạn lấy thử ví dụ nào, những âm mà ở cuối, ở đầu, ở giữa rồi tùy các bạn. Đấy, đấy quy tắc các bạn nhá, mình nhớ. Okay, true, okay, true, thanks, okay, đấy rất là phổ biến đó, thanks, cảm ơn. Next one, Lê Ngô Valentine này, true, true, okay, true, okay, next one, tiếp theo, okay, that, okay, okay, ngoài, this, ngoài. Là father. Okay. Father. Okay. Bạn đọc cho thầy nhá. Về từ để mình học đó. Okay. Và cảm ơn này. True là
xuyên qua. That là đó này. Okay, that man, okay. Người đàn ông đó. This là this, những cái này. Những cái này này. Father là bố. Ok. Đó là loại thế này nhá. Thanks. Ok, em on. Thanks. Next one. True. Ok. Lưỡi cũng để giữa hai răng các bạn ơi. Repeat. True. Good. Next one. That. That. Ok. Good. Next one. This. Good. Next one. Father. Father. Ok. Father. Ok. Bạn nào muốn đọc nào? Quay lại xem. Tiếng gì nhá? Rồi bạn nào quên tắt mic hay sao ấy? Chờ đợi chút nào để tắt mic các bạn. Ok. Cả lớp đọc lại theo thầy nào. Bây giờ thì thầy xin mời bạn. Bạn nào muốn đọc cũng giơ tay nào. Who want to read it? Raise your hand. Ok. Nguyên Vy nào. Nguyên Vy. Nguyên Vy. Repeat. Thanks. Con đọc đi. Thanks. Ok. TH lưỡi để giữa hai răng. Put your tongue between your teeth. Thanks. Thanks. Ok. SC con ơi. Quên à. Ok. Remember the S. Thanks. Thanks. Okay, get next one. Through. True. Okay, one more time. Through. Through. Okay, get next one. That. That. Awesome. This. This. Next one. Father. Father. Okay, awesome. Rất tuyệt vời. Okay. Lớp mình đã rất nhiều bạn nhắc lại theo nha. Rule number six. Okay. Tell me, rule number six. Rule number six, okay. Quy tắc 6 này. Âm gì nào các bạn ơi? Âm L. Okay, good. Âm này đơn giản thôi. Âm L, okay. L, okay. Lưỡi uốn lên này. Chạm. L, okay. Vào miệng. Trên. L, okay. L. I like it, okay. Yeah. Lưỡi uốn lên này, vào miệng nhé. Lưỡi uốn lên chạm vào miệng ở trên, okay. So you move your tongue up and touch the rooftop of your mouth, okay. So can you give us some examples? Còn lấy ví dụ đi nào. Leg, okay. Nghe chân này. Mình học nhanh nha, mình sắp hết giờ. Chắc mình học 6 quy tắc các bạn nhé. Mình quá giờ của phần khác rồi. Leg là chân các bạn ạ. What else? Đúng rồi. Leave. Rồi bạn Ngân. Leave, okay. Lunch. Okay, nghĩa là bữa trưa. Leave là sống này. Lunch là bữa trưa. Okay. Good. Love là yêu chẳng. Okay. Là will đúng rồi các bạn. Là ví dụ là hay. Will là sẽ. Okay, good. I want to repeat. Lớp nào? Low, one up. Leg. Awesome. Leave. Leave. Next one. Lunch. Will. Okay, and love. Okay, good. So, xin mời bạn này. Bảo Hưng xem nào. Bảo Hưng làm được không? Các lớp đọc lại theo nhá. Repeat everyone. Cả lớp các bạn phải đổi đề số tự đấy nhá để thầy gọi nhá. Leg. Leg. G nào, g nó phải rung họng. Leg. Leg. Next one. Leave. Leave. Good. Lunch. Lunch. Good. Will. Will. Good. Next one. Love. Love. Okay, really good. Okay, really good. Tuyệt vời con nhá. Thank you. So now take the book presentation now. So okay, các bạn lấy quyển sách presentation đi nào.
Mình cuốn sách presentation này. Mình sẽ học presentation một chút nữa các bạn đây này. Ok, wow. Ok. Presentation, ok các bạn. Lấy cuốn sách này ra đây nào. Ok, đây. Các bạn nhớ buổi học tiếp theo của mình vào sáng Chủ nhật các bạn nhé. Mình học buổi thứ hai là buổi cuối cùng của mình cả lớp nhé. Thứ hai là buổi cuối cùng của cả lớp mình, và thầy sẽ tặng thêm các bạn 2 tháng nữa học vào tối thứ năm và sáng Chủ nhật cả lớp, rõ lịch chưa nhỉ? Ok, tối thứ năm này, Thursday, là mình sẽ học vào 8 p.m. 8 giờ tối các bạn nhá. Còn Sunday morning là sáng Chủ nhật các bạn này, là học vào lúc 6 a.m. ok bạn nhớ nhá. Thursday night ok ok. Ai hiểu rồi các bạn, ai hiểu rồi và ghi rồi bài bài thì các bạn comment là got it xem nào. Ok, if you wrote it down, okay, please comment got it. Hãy comment got it đi nào. Sớm thế mà vẫn bận à? Okay, it's so early. Got it. Okay, awesome. Okay, các bạn hiểu nhá. Got it. Okay, awesome. Tuyệt vời. Minh Sang hiểu này, Lê Khanh hiểu. Okay, Minh Sơn, awesome. Okay. Ôi, chút nữa thầy cho Khánh Ngân đọc nhá. Ok. Mình học các bạn nha. Hôm trước học bài mấy các bạn nhỉ? Please comment the lesson that we learned last time. Hôm trước mình học bài mấy các bạn? Do you remember? I think it's topic 10 or 11. 10 hoặc 11 các bạn nhỉ, đúng không? 11, ok, good. Nice house. Ok. Chúng ta từ dần dần các bạn nhá. Topic 13. Ok, hôm nay mình sẽ học topic 13 nha các bạn nhá. Các topic còn lại các bạn tự điền, các bạn tự thuyết trình nhá. Thầy sửa cho, gửi lên nhóm thầy sửa nhá. Ok, topic 13, my TV, ok. Topic 13, my TV, nhà TV của tôi. Hi everybody. Để cho sang trang mới nào. Chủ đề 12, 13 các bạn nhé. Number 13. My TV của tôi này. TV của tôi. Topic. Chữ P các bạn nhé. Bật hơi ra. Everyone. Topic. Okay. Topic. 13. Okay. 13 là các bạn ơi có chữ 13, ok. 13 làm có chữ N là 13, ok. Xin mời bạn. Trương Lê Khanh nhờ. Trương Lê Khanh học đi. Ok, repeat. 13. Topic, repeat. Topic. 13. Topic. 13. Okay, good. My TV. My TV. Okay, my get long. My TV. My TV. Okay, really good. Okay. Có bạn nào nhà ở cùng quê thầy không nhỉ? Hình như bạn Lê Khanh nhà quê thầy, nhà ở Quế Phong không nhỉ các bạn nhỉ? Dạ. Okay, có ai ở Quế Phong các bạn comment là 9 cho nó. If you in from Quế Phong Nghệ An, please comment 9. À Khánh Ngân ạ. À? Rồi okay, Khánh Ngân nhá. 03 rồi okay. Ok, có bạn nào ở Quế Phong không? Comment 9. Có bạn nào ở Nghệ An comment 8 thế nào? Hôm nào thầy đi về quê thầy thăm nhá. Hết dịch bệnh thì là thầy sẽ ghé nhà chơi. Ai ở Nghệ An không? If you are from Nghệ An province, ok.
Ok, Tuệ Lâm à? Ok, có m... bảo bố mẹ có mời thầy hôm nào thầy qua nhà chơi một hôm nhá. Ok. Các bạn yên tâm là mình còn học với nhau lâu dài, hôm nào có lớp thầy lại thông báo cho cả lớp mình học nhé. Các bạn cứ cố gắng thật là nhiều nhá. Ok. So I will help you. Ok, don't worry. Ok, hôm sau thầy sẽ nói chuyện với từng bạn một nhá. Ai muốn mà đặt lịch nói chuyện một một với thầy ấy thì bảo bảo bố mẹ nhắn lên trên nhóm ấy nhá. Nhắn lên trên nhóm rồi trợ lý thầy xếp lịch cho nhá. Nói chuyện một một với thầy, thầy kiểm tra thầy sửa lỗi cho nhá. Và nói chuyện một một thì phải có bố mẹ ngồi cùng nhá. So your mom have to be with you, okay? Your mom or dad has to be with you. Okay, good. Next one. Tiếp các bạn ơi. Okay, hi everybody. It's me. Okay, it's me. Okay, đấy tên của bạn. Chào các bạn, tôi đây. Okay. Hi everybody, it's me. Okay. Cho xuống dòng cho nó dễ. Chào mọi người. Hi, chào mọi người. Ok, cả lớp đọc lại thế này nào. Hi everybody. Ok, các bạn nhớ là ấm hát nào. Rồi mình phải dạ, mình đẩy hơi ra. Hi everybody. Everybody. Ok, em lên giọng everybody. Ok. Cả lớp đọc lại thế này nào. Hi everybody. Good job, one more time, một lần nữa nào. Hi everybody. Chào mọi người nhá. Ok, good. Xin mời số 03. Ok, các bạn yên tâm, thầy sẽ mời các bạn nhá. Ok, em on. Hi everybody. Hi everybody. One more time. Nó không bo đâu. Ba. Ba đi. Hi everybody. Hi everybody. Ok, longer. Ok, âm phải dài hơn một chút nữa con này. Hi everybody. Hi everybody. Okay, awesome, tuyệt vời. Thank you. Okay. Really good. Okay, đấy, các bạn ghi cái ngữ điệu nhá. Write out hi everybody. Thì mình sẽ vừa cho dài ra mình phải lên giọng. Hi everybody. It's me. It is me. Okay, me thì mình xuống giọng một chút các bạn nhá. It is me, okay? Chẳng nên là tên là gì nhỉ? Các bạn thử comment tên tiếng Anh nào. Please comment your English name, okay? Please comment your English name. Chào, chọn cái tên đẹp đẹp mình đọc. Okay, everyone, can you Kido, same, okay? Từ này cũng được. Same, really good. Mon, nhiều tên lạ đấy. Okay, good. It is me, same, okay. Xin mời anh Duy nào. Okay, repeat. It is me, same. It is me, Sam. Same. Okay, chúng ta cả hai lần. It is me, Sam. It is me, Sam. No, not Sam. Same. Chúng ta. Okay, good. One more time. It is me, Sam. It is me, Sam. Awesome. Tuyệt vời, đúng rồi, đúng rồi, đấy. Tuyệt vời. Really smart, thông minh. Awesome. Tuyệt vời nhá. Next one. Ok, nó là tôi các bạn. Phương Nguyên phải ghi bài kỹ không Phương Nguyên nhá. Hôm trước thầy kiểm tra một số bạn này. Các bạn đang ghi hơi chậm thì phải ghi bài vào nhá. Ghi bài nhanh vào. It is me, Sam. Ok, next one. Tiếp theo các bạn ơi. Nice to talk to you. Nice to talk to you. Rất vui này, vui. Talk là nói này. Với bạn, ok. Nice to talk to you, ok. Nice to talk to you. Nice to talk to you, okay. Okay, các bạn ơi đọc thế này.
Nice to talk to you. Okay, nice. Mẹ cười lên nha các bạn nha. Nice to talk to you. Okay. Anyone? Các bạn nào chưa phát biểu nhỉ? Xin mời các bạn Khả Ngân xem nào. Khả Ngân ơi. Okay, repeat. Nice to talk to you. Nice to talk to you. Okay, really good. Okay, one more time. Nice to talk to you. Nice to talk to you. Okay, good. Để thầy xem danh sách lớp nha. Thầy xem xin mời một số bạn này đặt lịch 1-1 với thầy trước này. Nha, thầy xin mời một số bạn này. Một là xin mời bạn Tuệ Lâm này. Số 03 này. Thúy Khánh Ngân này, số 52 Bảo Hưng này. Những bạn này sẽ ưu tiên lịch 1-1 trước nha. Các bạn chắc là lượt sau nha. Bạn ghi lại đi. Right now. Bảo các bố mẹ, ba mẹ nhắn tin cho thầy qua Zalo nha. Thầy sẽ nói chuyện 1-1 với các bạn nha. Ok, mỗi bạn sẽ có khoảng 10-15 phút. Ok. Tiếp theo là thầy xin mời Ngọc Diệp này. Tiếp theo Uyên Vi này. Văn Nguyên này. Khả Ngân này. Số 2 Miss Hiền An Dung này. Số bao nhiêu đây nhỉ? Ok. Số 15 anh Duy này. 51 Phan Khánh Ngọc này. Ok. Số 10 Thân Hoài Nam, Thân Nam Cường này. Ok, tạm thời những bạn đấy nha các bạn nha. Ok, số 1 Ngân Khánh nhá. Nhá, ok. Nhưng bạn đấy bảo bố mẹ nhắn tin cho thầy nhá. Ok, Trương Lê Khanh rồi. Nhá. Các bạn bảo bố mẹ nhắn tin cho thầy, thầy xếp lịch 1-1 cho nhá. Nhắn tin cho thầy, thầy xếp một hôm 1-1 cho thầy, thầy sẽ kèm các bạn để xem rồi tư vấn riêng các bạn nhá. Ok. The next one. Ai thích được thầy kèm 1-1 nhỉ các bạn nhỉ? Một kèm 1 luôn. Please comment 6, okay? If you want me to talk to you one on one. Please comment 6. Ok, mình sẽ có một thời gian nói chuyện rất là thú vị đấy. So we will have an interesting time talking to each other, ok? Ok, again, các bạn được đọc tên nhé. Các bạn vui lòng nhắn qua Zalo. Thì trợ lý của thầy sẽ xếp lịch kiểm tra 1-1 cho nhé. Thầy sẽ xếp cho. Ok, good, next one. Now we take a break, ok? Bây giờ mình sẽ nghỉ giải lao các bạn nhé. Khoảng 3 phút đi. Ok, break. We take a break for 3 minutes. Okay, sẽ nghỉ giải lao. Okay, các bạn nghỉ giải lao 3 phút nha. Bài hôm nay còn rất dài luôn các bạn ơi. Bài hôm nay còn rất dài nên các bạn phải nhanh nha. Okay, quick, okay. So begin. Bắt đầu các bạn ơi, bắt đầu. Please stand up. Cả lớp đứng dậy đi, đi lại thế nào. Nghỉ ngơi một chút mình học tiếp. Bài này hơi dài đấy, mình lấy nghỉ ngơi lấy sức đi nha.
Okay, welcome back everyone. Chào mừng các bạn quay trở lại nha. Hello everyone, welcome back. Now, please stand up. Cả lớp đứng dậy nào. Stand up everyone. Stand up, okay. Now, walk, okay. Cả lớp đi bộ đi nào. Walk, 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 everyone, walk, okay. Keep walking. Đi bộ đi. Come on, I'm Zoom. Keep walking. Keep walking, okay. Keep walking. Okay, keep walking. Keep walking, okay. Good job. Đi bộ nhẹ nhàng nào. Keep walking. Minh Sơn is eating something. Minh Sơn đang ăn cái gì đấy? Cả lớp đứng dậy nào. Okay, everyone, keep walking, okay? Keep walking. Awesome. Good. Vận động một chút nào. Move, exercise, okay? So, we walk to a lake. Mình đi tới một cái gì ạ? Cái hồ nha. Cả lớp đọc lại thôi nào. Đáp như là walk to a lầu lên nào. Lake. Okay, good. Next one. Walk, đáp như là walk to a forest. Okay, F nào. Răng trên, cắn môi dưới, thổi ra. Forest. Đúng rồi. Good. Next one. Đi tới bãi biển nào. Tưởng tượng hình ảnh trong đầu nhá. Imagine in your head. Walk to a beach. Người đọc dài ra. Beach. Okay. Tiếp theo. Walk to. Đi tới đâu nhỉ? To Cà Mau City. Đi bộ tới thành phố Cà Mau luôn các bạn nha. Mình đi bộ tới thành phố Cà Mau luôn. Okay. Walk to Cà Mau City. Okay. Tiếp theo. Walk to Mr. Tom's house. Okay. Ấm hát cả lớp đọc theo thầy nha. Repeat. House. Okay, đẩy hơi ra. House. Okay, really good. Awesome. Okay, good. Now, your hands up. Put your hands up cả lớp ơi. Cả lớp cho tay lên nào. Hands up, okay. Left. Tay trái nào, left. Okay, right. Good. Back. And front. Good. One more time, lần nào. Left. Right. Back. And front. Awesome. Clap your hands. Three times. Vỗ tay ba lần nào. One, two. Chữ R môi dẫn nào. Three. F nào. Bốn nào. Four. F nào. Five. S-E. Six. Seven. Okay. Eight. Khánh ngân nào. Đọc đi. Nine. And ten. Awesome. Tuyệt vời các bạn ơi. Sit down. Ngồi xuống. Nhanh lên. Mình học bài đi. Okay. Wait a second. Các bạn chờ thầy chút nào. Xin chào everyone, lớp mình xuống thế nào? Cho cái bảng ra. Ok. Let's go. Mình học tiếp đi. Wow. Learn speed. It's how nice to talk to you. Okay, next one. Today I will, okay. Today I will go, yeah, thank you will. I will talk. Các bạn nhớ là chữ will trong sách mình phải sửa lại các bạn nhá. Phải thêm chữ will vào. Talk about my TV, okay? Today I will talk about my TV. Okay, today là hôm nay tôi sẽ nói về, okay. Sorry. Talk about là nói này. Về mai là của tôi các bạn ạ. Của tôi. Mai là của tôi.
TV, ok, TV của tôi. Today, các bạn ơi, today I will talk about my TV. Ok, good. Wait a second. Ok, good. Thôi phải che cái nhá. Che cái đấy đi, che cái hơi điều hòa ấy, nó hơi lạnh. Today I will talk about my TV. Cả lớp ơi, cả lớp nhắc thật này nha. Repeat. Today I will talk about my TV. Ok. Good. Xin mời Ngân Khánh nhau. Ngân Khánh nhau thật này đi. Repeat. Today. Day. One more time. Today. Day. No. Oh, no one. Today. Today. I will. Talk about. About. My TV. My. Okay, cả lớp nhớ nhá. My mình phải dài. My. TV. Okay, đúng rồi. Hôm nay tôi sẽ nói về cái TV của tôi nha. Today I will talk about my TV. Okay, really good. Thank you. Next one. My TV is. Bây giờ mình miêu tả TV nhá. My TV is. Chấm chấm có thể là bé, to. Is big. Or small. Okay. My TV is big. Okay. Cả lớp đọc lại thôi nào. Ok. My là của tôi nha. Các bạn điền chỗ chấm các bạn, chống chống các bạn có thể điền là điền bất kỳ nha các bạn nhé. So in the blanks, ok, you can fill out whatever you want, ok. My là của tôi này. Là big là to nha các bạn nhé, to, ok. My TV is big, ok. My TV is big. Ok, repeat. My TV, các bạn ơi. My TV is big. Big. Cả lớp nào làm như thế này nào. Ok, copy me. Big. Ok, really good. Ok, my TV is big. Cái TV của tôi thì to. Ok, xin mời Trương Minh Sơn nào. Trương Minh Sơn nào với con. Repeat. My TV is big. Ok, repeat. Con đọc thấp xuống nào. My TV. My TV. Thấp nữa. Mở không đọc là my TV is big. No, my TV. My TV is big. Is big. Okay, really good. Okay, đúng rồi. Okay. Next one. Các bạn nhớ các câu thì mình chú trọng cuối nhé. My TV is big. Okay, chú trọng cuối nào. Đấy, nguyên tắc của câu thuyết trình các bạn nhá, thì mình chú trọng cuối. Phải 95% là mình sẽ chú trọng cuối các bạn ạ. Remember. Next one. Tôi thích xem gì đó. Ok. Chương trình hay xem trên TV. I like watching. Chấm chấm gì đấy. On. Chấm hoạt hình là mình xem là gì. Cartoons. Ok. Ok. Để check cái spelling nhé. Ok, cartoons. Ok, hoặc là gì ạ? Một số cái movies là phim các bạn nhé. Movies là những bộ phim này. Ok, movies. Ok, là những bộ phim. Tôi thích này. Tôi thích xem. I like watching, ok. Cartoons là những phim hoạt hình các bạn nhé, những phim hoạt hình. Ok, please comment what do you want to watch on TV. Các bạn thử comment cho các bạn thích xem gì trên TV nào. Please comment what do you
What do you like to watch on TV? Các bạn thích xem gì? Movies, okay, really good. Superman, cartoon, okay. Xin mời bạn đọc đi, anyone. Số 18 Minh Phương nào, Minh Phương đọc đi. Repeat. I, cả lớp đọc theo này nào, là Minh Phương nào. I like. Đọc đi không? Watching. Cartoons. Okay, cartoons. Thầy xin các bạn đổi tên nhá. Có một bạn comment linh tinh thầy sẽ cho ra ngoài luôn. Được chứ? Các bạn không được comment linh tinh nhá. Thầy không biết bạn này là bạn nào, số bao nhiêu. Các bạn phải đổi tên cơ. Không thầy sẽ cho ra ngoài. Thầy nó remove bạn tên là He ra ngoài. Nhá. Không được comment linh tinh ở trong lớp nhá các bạn nhá. Không được spam, không được comment linh tinh các bạn ạ. Lớp học mình học rất là nghiêm túc. Ảnh hưởng người khác các bạn nhá. Thầy bảo comment gì thì comment thôi. Thầy đã cho một bạn là hi ra ngoài rồi nhá. Các bạn mình cố gắng là mình học tập nghiêm túc. Vậy vào các bạn đổi tên nhá. Đấy, các bạn phải đổi tên thật cho các bạn nhá. Và số thứ tự. Ok, good. Next one. Thank you for listening. Ok, đấy các bạn có thể thêm vào. Hoặc là mình có thể thêm vào là gì? Bây giờ tôi xem TV một tiếng một ngày, các bạn có nói được không? Tôi xem TV một tiếng một ngày. Đấy. Thầy phải kích bạn hi ra ngoài để không ảnh hưởng đến các bạn khác nha các bạn nhé. Các bạn phải hiểu như vậy. Ok. Thật ra yêu các bạn nhé. Nhưng mà những bạn nào mà không tập trung thì là hoặc là comment linh tinh là không được. Ok, I love. Okay, tôi xem một tiếng một ngày này. I watch TV 1 hour every day. Okay. Đấy, mình có thể không chỉ là mình nói những câu trong bài các bạn nhé. You can add some more information. Okay, mình phải có thể là mình thêm những cái thông tin vào. Okay. Tôi này xem TV 1 giờ. Mỗi ngày, every day. Okay, good. Repeat after me, các bạn ơi. I watch TV 1 hour every day. Là mỗi ngày, every day. Okay. Very good. I watch TV 1 hour every day. 1 giờ mỗi ngày các bạn nhé. I watch. Xin mời một bạn đọc cái nào. Xin mời Hải Anh nào. Hải Anh 08 nào. Hải Anh nào được ạ? Repeat. I watch TV. Ô Hải Anh kìa. Hãy tập trung vào Hải Anh. Thầy mời bạn khác nhá. Mời hàng ngân xem nào. Con được thầy gọi phải tập trung nào. So focus, okay. I watch TV. Okay, con đọc to ra nào. Loud nào. I watch TV. Xin bạn Hải Anh 08 phải nhắc lại theo thầy nha. Hải Anh ơi, Hải Anh 08, con phải nhắc lại theo thầy. Repeat, okay. Nếu không nhắc theo con người mãi không tiến bộ đâu con nhá. 1 hour, hàng ngân nào, đọc đi. 1 hour. 1 hour. Every day. Okay, repeat. Con nhắc lại một lần nữa nào. Every day. Good. Thầy nhắc bạn Hải Anh 08 phải tập trung hơn nữa nhá. Phải tập trung nhắc lại cho thầy nhá. Hải Anh 08, con hiểu chưa? Hãy anh gật đầu nào. Ok, đấy. Không, học phải tập trung nào. Next one. Tiếp theo. Thank you for listening. Goodbye.
Ok, goodbye, tạm biệt. Kéo dài nhá, goodbye. Thank you. Ok. Để kiểu sự thể hiện sự vui mình hơi lên giọng đó. Thank you. Ok, thank you. Đấy. Mình sẽ lên giọng đó. Thank you for listening. Kéo dài nhá. Ok, cả lớp mình đọc sau này. Thank you for listening. Awesome. Đấy, tập nói cho thầy đi. Đấy, chắc chắn mình sẽ nói chuẩn. Ok. Thank you là cảm ơn. For listening, vì đã lắng nghe. Ok, thank you for listening. Cảm ơn vì đã lắng nghe nha các bạn nha. Ok, các lớp bài đọc thế nào? Thank you for listening. Goodbye. Đọc theo thầy nào? Goodbye. Really good. Ok. Xin mời Mạnh Dung ơi, Mạnh Dung bật cam lên các con nhá, Giang lên Thủy Chi nào. Mạnh Dung nào, đọc đi. Ok, repeat cả lớp ơi, đọc theo thầy nào. Thank you for listening. Thank you for listening. Hơi bé này, đọc to lên nào. Thank you for listening. Ok, good. Goodbye. Goodbye. Ui, really good, awesome. Chuẩn rất nhiều đây con nhá, awesome, tuyệt vời. Good. Bây giờ mình sẽ học... Now we're going to learn another we learn new words, okay? Mình sẽ học từ vựng mới các bạn nha. A sound, okay, mình học A sound đi. Okay, A sound, lesson 1, okay? Sound là âm này. Cũng thấy nhỉ, đó là loại nào? Sound, I see. Sound, okay, really good. Next one, tiếp theo. Okay. Để cho bé lại chút nhỉ, wait. The first one, train, các lớp ơi. Can you see it, các lớp thấy không nhỉ? Không thấy, wait. Để cho bé lại. Okay, từ đầu tiên nào. Train là đoàn tàu. Train nha. Là đoàn tàu. Ok, next one. Rain là mưa. Còn nha, đấy. Cả lớp đọc cho thầy nào. Train. Đấy, học mình phải học theo hình ảnh mình mới dễ nhớ các bạn nhá. Again. Train. Muốn nhận ra nào. Cả lớp nhớ là chữ R không? Remember the R, okay? One more time, train. Next one. Rain. Muốn nhận ra nào? Rain. Okay, really good. A, giống như kiểu âm A các bạn ạ. It's like the A sound, okay. Let's see, có ai muốn đọc nhỉ? Số 25 Tú Phương không? Nhiều bạn chưa đọc nhỉ? Tú Phương hoặc là Ngọc Trang nào? Đọc đi nào. Phạm Bảo Long nào, nhanh. Repeat cả lớp nhắc lại nào. Repeat. Train. Ok, lao để con nói to lên nào. Lao để. Train. Train. Ok, good. Bảo Long chờ một chút thầy gọi sau nha. Con cứ để mic đấy. Ok, train. Rain. Next one. Rain. Rain. Ok, rain nghĩa là mưa con nhá. Rain nghĩa là mưa, ok. Good. Okay. Thank you. Next one, Bảo Long, bắt đầu đi. Train. Bảo Long, repeat. Train. Train. Good, next one. Rain. Rain. Okay, chữ R nào. Rain. Rain. Okay, awesome, tuyệt vời. Okay, really good. Tuyệt vời nha. Thank you. Next one. Read and match. Okay, mình sẽ nối nào. Ví dụ là dog là đây này, dog, ok. Dog là con chó này, kite. Dog. Có bạn ghi bài đi, dog là con chó này. Kite là cái diều. Next one. Van là xe tải.
xe tải bé này. Cái xe như trong hình ấy gọi là van, ok, kiểu xe Suzuki ở Việt Nam, cái xe bé bé. Next one, cat, và con mèo cat, con mèo đấy. Mình học những từ này, mình có phải là ngày nào mình cũng nói tiếng Anh những từ này là mình sẽ giỏi đúng không? Đấy, phải sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Thầy giỏi hơn rất là nhiều người trong lớp của thầy hoặc là trong thế hệ của thầy, tại vì thầy học là thầy ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Train là tàu. Okay. Đọc thế nào? Dog. Everyone, dog. Good. Next one, kite. Good. Next one, van. Good. Next one, cat. Con mèo nào? Next one, train là con tàu. Là tàu gọi nha. Train là tàu. Bạn nào chưa đọc nhỉ? Bạn nào chưa đọc comment cho nào? Ok. Hãy gọi. Anyone? Phạm Hải đăng ra nào? Ok, hoặc Đức Anh. À, Đức Anh chưa gọi. Đức Anh, quên. Ok. Repeat. Tả lớp 7. Dog. Dog. Good. Next one. Kite. Kite. Awesome. Van. Van. Ok, good. Cat. Cat. Good. Train. Train. Ok, ok. Mỗi lần nào. Train. Train. Ok, good. Ok, thank you. Bạn Lego Valentine thì như không thuộc lớp V102 con ạ, đúng không? Con học lớp V1 đúng không? Đấy. Thầy biết mà, các bạn phải để số thứ tự cơ nhá. Bạn Hiếu, vậy Hiếu nếu có số thứ tự thì con phải để số thứ tự nhá. Hiếu 221. Con số thứ tự bao nhiêu? Có phải học lớp V102 không? Nếu V102 thì phải để có số thứ tự đó nhá. Ok. Đấy, ok, good. Thank you. Next one, tiếp theo. Hôm nay lớp V102 học các bạn nhé. Bạn Hiếu V1 và bạn Lego Valentine nhá. Thì nếu mà hôm nay lỡ vào thì thầy vẫn cho học nhá. Nhưng thực ra là các bạn là chỉ học V1 tối thứ 5 sáng ở nhà thôi nhá. Đây là hôm nay thứ 6 không được học nhá. Thầy hôm nay thầy quên đổi mật khẩu nhá. Bình thường là các bạn không vào được học đâu. Các con đang học thì cứ học đi không sao nhá. Thầy tặng các con. Ok, tiếp theo các bạn ơi. Next one. Vẫn từ này thôi. Rain là mưa này. Các bạn tưởng tượng hình ảnh trong đầu nào. Mưa. Train là đoàn tàu. Imagine, ok. Ok, cả lớp 7. Imagine, đúng rồi, lần sau thầy gọi. Ok. Cả lớp 7, imagine. Ok, cả lớp 7. One more time, một lần nữa nào. Imagine là tưởng tượng các bạn nhá. Đấy, khi bạn đọc một từ mình phải tưởng tượng trong đầu. Cả lớp ai hiểu rồi nhỉ? Ai hiểu mình phải đọc một từ vựng này, tưởng tượng hình ảnh trong đầu các bạn. Comment nào. Hay comment đi, comment là imagine thế nào. Okay, please comment imagine. Please comment imagine. Các bạn comment đi. Các bạn comment imagine thế nào. Please comment imagine. Mình phải tưởng tượng nhé, tưởng tượng trong đầu những cái từ vựng đấy. Imagine, ok. Đúng rồi, phải tưởng tượng nhá. Rain, rain, rain. Okay, when it rain, khi trời mưa này. When là khi các bạn nhá. It rain là trời mưa. Con ghi thật nhanh nhá. Cannot play, không thể chơi. I cannot play. Tôi không thể này. Play là chơi. Ok. With my train là với con tàu của tôi. Ok. Chúng ta đọc sau nhé. Ok. Xin mời các bạn đọc nào. Đức Anh đọc đi con nhanh, quick. Repeat. Đọc ở trong mày nha. Rain, rain, rain. Rain, rain, rain. No, no. When it... Wait, 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 wait. Con đọc từ từ.
Rain đọc dài nha. Make it long. Rain. 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 Okay, good. When. Rain. Okay, good. When it rains. When it rains. I cannot play. Okay, good. With my train. With my train. In the rain. In the rain. In, okay. In the rain. Good. Hôm nay con bị sổ mũi hay sao đó? Ốm à? Are you sick? No. No, okay, okay. Ờ, rồi, giọng con rất là hay nha, giọng con trầm như vậy. Okay, okay. Thank you. Really good. Thank you means mute, okay? Thank you nha, các bạn phải tự tắt mic nha. Okay, with my train. Là với tàu của tôi, với này. Của tôi. Train là tàu mà. In the rain, okay? Trong cơn mưa. In the rain, okay? Trong mưa các bạn nha. Okay. Nó lại thế nào? With my train in the rain, okay? In the rain. Okay, xin mời Thái Dương nào. Thái Dương nào đấy con? With my train. With my train. In the rain. In the rain. Không phải giờ, the nhớ không? Cái hát để dưới chưa hay rằng the rain. The rain. Okay, good, very good. Okay, rất là tuyệt vời. Okay. Với tàu của tôi trong cơn mưa. Okay. Nice one. Tiếp theo mọi người. Complete. Complete the sentences. Okay, hoàn thành những cái câu sau. The sentences. Okay. Hoàn thành những cái câu sau. Những câu. Okay, hoàn thành những câu nhá. Hoàn thành những câu này. He is playing in the rain, okay? He is in the rain, okay? Anh ấy đang chơi ở trong mưa nhá. Con ghi bài nhá, anh ấy này. Ta chơi in là trong này. Chúng dòng trong cơn mưa. In the rain. Trong. Okay, good. He is playing in the rain. Okay, he is playing in the rain. Xem mà nó chưa bắt biểu rồi gọi. Bạn Giang Lê Thủy Chi nào, Thủy Chi ơi, hoặc Yến Nhi nào, đọc đi con. He is playing in the rain. He is playing in the rain. In the rain. Ok, thầy nhắc bạn Giang Lê Thủy Chi nha, thầy gọi hai lần không thấy con trả lời nhá. Hai lần rồi đấy nhá. Bạn Phan Thánh Ngọc xem lại mic nhá. Yến Nhi ấy, từ từ chờ chút. Con bật mic đi. Đọc đi theo thầy nào. He is. Cả lớp đọc theo thầy nhá. Cả lớp ơi. He is playing in the rain. Ok. Đọc theo thầy thật là chuẩn rồi. Hát mình đẩy hơi ra. Cả lớp ơi, tay các bạn đâu. Wave your hands, ok. Blow out. He is playing in the rain. Okay, really good.
À, đúng rồi, Bảo Hân, thầy cho Bảo Hân nha, cho Bảo Hân đọc nào. Cái nhanh nhanh quick. Cả lớp ơi, đọc lại theo thầy và Bảo Hân một lần nữa nào. Everyone. He is playing in the rain. Đây nào. The rain. Ôi, trong cơn mưa. Okay. One more time. He is playing in the rain. Okay, awesome. Tuyệt vời nha. Rất tuyệt vời. Okay, awesome. Đấy. Rồi, mấy cái lớp 2. Ngôi chi biết à? Tuyệt vời. Okay, thank you. Next one. Con nhớ giỏi nhỉ? Đây. Playing. In the rain, okay. Họ là đang chơi các bạn nhá, đang chơi này. Trong mưa. Ok, cả lớp ơi, đọc lại thế nào. They are playing, chữ P nào. Playing. Cái này đọc là ơ nhá. They are, uốn lên ơ. Nhớ viết tắt của A ấy. Okay, họ là playing, đang chơi. In the rain. Cả lớp ơi, đọc lại thế nào. Repeat. In the rain. When they're playing in the rain, okay. Họ đang chơi trong mưa. He's playing with the train, okay. Mời một bạn đọc nha. Ngô Di nhỉ? Ngô Di chưa đọc này. Ngô Di đọc. Okay. Đọc lên con. Ngô Di à? Repeat. They are playing. You know, playing in the rain, you know, rain. Okay, really good. Thank you. Next one, tiếp theo bạn ơi. Let's sing, okay? Nào cùng hát nè. Trước khi hát mình học đã. It's pouring. It's raining. Nó đang mưa này. Okay, pouring là như chút nước. Pour là rót. Một nước này. Kiểu mưa như chút nước ấy các bạn, mưa rất là to, okay? Heavy rain is pouring. The old man, okay? Mình học một số từ vựng mới các bạn nha. Old man là old là già này. Man là người đàn ông này. Snoring, okay. Snoring là ngáy các bạn ạ, ngáy này. He went to bed, okay. Went to bed. Anh ấy. He went to bed. Anh ấy đã đi ngủ. Anh ấy này. Để chú gọi nha. Wait a second. Went to bed nghĩa là đã đi ngủ các bạn nha. Went là quá khứ của go. Okay. Đã đi này. Giường, bed là giường các bạn ạ. Đã đi giường hay đã đi ngủ các bạn nha. He went to bed. Everyone. He, đấy là. He went to bed. Okay, one more time. He went to bed. Okay, anh ấy đã đi giường hoặc đã đi ngủ các bạn nhá. He went to bed. Okay. Để xin mời bạn nào.
Okay, xin Hiếu kia nào, Hiếu kia này con này. Đọc đi con, Hiếu đâu? Giống như ngồi ngủ ở châu. Ủa chứ nào? Hiếu ơi, mấy cái con ồn quá nhá, chút nữa con nói sao nhá. Phương Nguyên nào, đọc đi con. He went to bed. He went to bed. Okay, đọc đi nào. Went. Went. To bed. To bed. Ông đi nào, bed. Bed. Rồi cả lớp đọc theo thầy nào. He went to bed. He went to bed. Okay, Bảo Hân phải đọc lại theo thầy nhá, con ơi. Tập trung vào nhá. He went to bed. Okay, anh ấy đã đi ngủ rồi. Okay. Lưu Yên Vi đọc lại theo thầy nào. Repeat. He went to bed. He went to bed. Okay, đọc đi nào. Went. He went to bed. Okay, really good. Okay, tuyệt vời con nhá. He went to bed. Okay, thank you. Tiếp theo nào. Rain, rain, go away, đi đi. Go away. Đi đi. Go away, đi xa đi. Go. Go away, nghĩa là đi xa đi các bạn nhá, đi xa đi. Go away, đi đi, đi đi, đi đi. Đi đi hoặc là đi xa đi, go away. Come again. Come again là đến lại các bạn nhé, đến lại. Another day. Ok, another là khác các bạn ạ. Another day, ok. Thôi cả phải dịch cả 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 cụm các bạn nhé, cả cụm là một ngày khác các bạn nhé, another day nghĩa là một ngày khác các bạn. Ok, come again another day. Các bạn ơi, come again another day. Ok, một ngày khác. Nhìn nhớ gì, remember the aim. Ok, bạn nhớ m này, ok, n này, ok, another day. Okay. Thân Hoài Nam, thân Nam Cường là đọc được không? Repeat everyone. Come again another day. Come again. Come again. Another day. Another day. Okay, thế hả nào? The day. Okay, really good. Thank you. Okay. Văn Nguyên nào? Văn Nguyên hôm nay chưa đọc nào. Okay, Văn Nguyên, repeat. Come again another day. Again another day. Another day. Another day. Okay, really good. Come again. Come again. Another day. Come another day. Okay, really good. Okay, thank you. Oh, really good. Okay. Next one. Tiếp theo con nhá. Next one. Tiếp theo nào. Next one is theo một học một số tư vựng nhé các bạn nhé. Đây là lúc thầy mới mua xe các bạn ạ. Ok, xe mới tinh này, brand new, brand new car. Ok, xe mới tinh các bạn nhé. Bạn ghi đi, brand new. Ok, brand new. Phải có cái ngang ở giữa các bạn nhé. Brand new car. Ok. Brand là brand new là mới tinh các bạn ạ. Mới tinh. Xe. Ok. Xe mới tinh các bạn nhé. Brand new car. Ok. Các lớp đọc theo này nào. Brand new car. Ok. Xe mới tinh. Lúc mà thầy lấy xe năm 2016, lúc đấy là thầy 25 tuổi. Ok, so vừa bước vào tuổi 25. Qua sinh nhật tuổi 25 mà thầy có con xe này các bạn nhé. So it's like when I was 25 years old, okay, I have this brother. Đây là người anh em của thầy. Đấy, đi khắp nơi
trên cả nước luôn các bạn, đặc biệt là miền Bắc, miền Trung. Thầy đi rất nhiều luôn trên cái con xe này. Đây là người đồng đội của thầy. Ok. Oh, drink water, đúng rồi. Hey everyone, drink water. Ok, drink water. Cả lớp đọc lại thầy nhá. Brand new. Là mới tinh các bạn nhá. Brand new. One more time. Brand new. Ok, đọc theo nào. Có ai chưa gọi nữa không nào? Ok, Hải Anh 08 cho nào. Hoàng Thái Dương nào, con này. Brand new. Con nào đi? Brand new. Ok, one more time. Brand new. Brand new. Car. Car. Ok, chữ R mình uốn lên nào. Car. Car. Ok, really good. Ok, brand new car. Ok. Đúng rồi. Xe mới tinh các bạn nhé. Xe mới tinh. Brand new car. Ok. Who love my car? Please comment 3. Ai yêu xe thầy nào? Please comment 3. Hay comment gì? If you love my pickup truck, my car, please comment 3. Ngân Khánh này. Ngân Khánh. Hiếu cũng thích xe thầy nào. Ok. 38. Hiếu kiên này. Ok. Really good. Tự Lâm, awesome. Hồng Quyên. Ok, good. Yeah, my son, okay, my brother, người anh em. Okay, it's me and my best friends, okay? Thầy và các bạn của thầy nhá, đi thử xe mới. Okay, me and my best friends, okay? Okay, my best friends, okay? My của tôi này. Best là tốt nhất các bạn ạ. Best friends. Đấy thì bọn thầy thử xe mới và lái xe ra the airport. So I drove my car to the airport, okay, and then we went back. My best friends, okay? Hello. Repeat. My best friends. Có thầy Lam à? Chưa, lúc đấy thầy chưa quen thầy Lam ấy, lúc đấy thầy chưa biết thầy Lam. Okay. I don't know Mr. Lam yet, okay? Có ai đọc nào? Xin mời bạn Quyết Long nào, Quyết Long này đọc được con. 20, number 20, Quyết Long. Repeat everyone. My best friends. My best. 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 Yes. Friends. Friends. Okay, I'm said the word friends. Friends. Okay, good. Thank you. Okay. Các bạn nhớ là khi mà bật mic thì các bạn phải nhớ là mic phải không có quạt nhé. Quạt quạt vào nó ồn lắm. Các bạn phải tập trung mà phải có cho quạt vào. Okay, next one. It's a waterfall. Okay. A wonderful waterfall. They are wonderful. Ở quê thầy các bạn nhé. Waterfall, okay. It's called Seven Layers Waterfall. 7 tầng các bạn. Thác 7 tầng. Rất là đẹp luôn. Super, super beautiful in my hometown. Cực kỳ đẹp. Nếu bạn nào về quê thầy thì các bạn gọi thầy nhá. Về Quế Phong, Nghệ An này gọi thầy. Đấy, mình cũng đi du lịch. Một này. Đấy, khi nào các bạn có điều kiện thì mình cả lớp mình làm một chuyến về quê thầy. Đấy, mình nói tiếng Anh. Mình đi chơi. Ai thích về thầy quê thầy chơi nào? Who want to visit my hometown? Ok, please comment 3. Các bạn comment 3 đi nào. Please comment 3. Đấy, đúng không? Đấy, các bạn, mới các bạn về quê thầy chơi rất là nhiều cảnh đẹp nhá. Các bạn nhớ là Quế Phong, Nghệ An. Ok. Đấy. Ai hôm nào thích về quê thầy chơi? Nước rất là trong xanh. Rất là đẹp các bạn. Mùa hè nhá, trời nóng mà xuống đây tắm thì cực kỳ mát nha. Các bạn phải biết bơi nhá. Các bạn phải mang phao vào. Ok, so you have to know how to swim. Or you have to have a float. Ok. Good.
Next one. Cha từ này. Okay, wait a second. Okay, một tuyệt vời các bạn nhá, tuyệt vời này. Khác các bạn này. Bạn ghi đi. Okay, a wonderful waterfall. Okay. A wonderful waterfall. Các bạn thấy đang search cái từ là phao bơi các bạn nhé. Phao bơi các bạn có thể ghi là gì ạ? Swimming float. À, phao bơi các bạn nhé. Phao bơi. Nhập thêm từ này. Ok, các lớp ơi. Swimming float. Swing again. Swimming float. Các bạn nói chưa đọc nào? 42 Hà Anh xem nào. Hoặc là bạn nào này gọi hết rồi đúng không? Các bạn nào chưa được cái thì các bạn chưa gọi thì các bạn comment đi, thầy gọi. Ok, các lớp đọc nào. A wonderful waterfall. Các lớp bài đọc thế này nào? Quát mắt thật. A wonderful waterfall. Ok, mình học nhanh nhá. Không là hết giờ. Next one. Finally, found it. Mình học một số chế tranh cười nha các bạn nha. Finally. Found it. Cuối cùng cũng tìm thấy anh ấy rồi. Những tranh rất là hài, rất buồn cười nào. Cuối cùng. Đã thấy này. Anh ấy. Ok. Finally, found it. Found là đã thấy các bạn nha. Ok, các lớp bài đọc theo này nào. Finally found him. Ok, ai muốn được thầy gọi nào? Comment đi. Xin mời Khả Ngân nào. Khả Ngân con đọc đi. Finally found him. Finally found. Ok, Ly con muốn đấy. Finally found him. Finally found. Again, found him. Found him. Ok, rồi tất cả. Ok, cuối cùng thì cũng tìm thấy anh ấy nha. Finally found him, ok. Next one. Tiếp theo nào. Các bạn ghi xong nhỉ? Ai thấy buồn cười không? Ai thấy buồn cười thì comment là so funny cho nào. So. Cảm ơn Hiếu đã mời thầy về quê Hiếu chơi nhá. Hiếu quê đâu nhỉ? Where are you from? Cả lớp comment là so funny, là rất buồn cười nhá. Ai thấy buồn cười không? So funny. Không ai thấy buồn cười à? Tranh hài thế này mà. Ok, so funny. Hiếu thấy buồn cười đúng không? Mỗi một bạn thấy buồn cười nào. Này, it's not funny when you're next. Ok, Hiếu Kiên cũng thấy buồn cười này. It's not funny, nó không buồn cười đâu. When you're next, ok. Trong bức ảnh này là nó bị sai chính tả các bạn nhé, không phải do đâu mà là do này này, đọc như nhau nhá, do khác với do này nhá, do next. Nó không buồn cười. Khi bạn là tiếp theo. Đúng không? It's not funny when you're next. Ok. Các lớp này. Các lớp đọc thế này nào. It's not funny when you're next. Nó không buồn cười khi mà bạn phải tiếp theo nha. It's not funny when you're next. Phạm Đức Bảo Hân nào con ơi. Con đọc đi. It's not funny when you're next. It's not funny when you're next. Okay, again. Next. Next. Okay, really good. Okay, awesome. Okay, it's not funny. Nó không buồn cười khi mà bạn là người tiếp theo nha. Okay.
So next one, tiếp theo mọi người. Did you know the internet speed at NASA is 91 gigabyte per second? Okay. Bạn có biết này. Nó cực kỳ nhanh lắm các bạn ơi. Bình thường cái mạng của thầy dùng chỉ có mấy chục mê thôi. Một giây mà đẩy 91 gigabyte per second. Wow, awesome. Rất là nhanh các bạn ạ. Các bạn mà dùng internet ở đây thì siêu siêu nhanh luôn. Did you know? Bạn có biết nhá. Đất thì không. Bạn như là bạn này. Did you know là bạn biết không nhá, bạn biết không? Did you know the internet speed là tốc độ này. Thì một số từ này. Speed là tốc độ nhá. At NASA per second là mỗi giây các bạn nhá. Per second. Mình học hơi nhanh một chút nha các bạn nhá. Mình sắp hết giờ rồi. Speed là tốc độ này. We are running out of time, so we have to be quick, okay? Mỗi này, giây, okay? Did you know? Mình lấy hạn chứ đâu các bạn này. Did you know? The internet speed at NASA is 91 gigabyte per second, okay? Xin mời Khánh Ngân nào. Khánh Ngân nào với con. Did you know? Did you know? The internet speed. The internet speed. At NASA. At NASA. Is. Is. 91 gigabytes. 91 gigabyte. Gigabytes. Gigabytes. Per second. Per second. Okay, là mỗi giây các bạn nhé. Per second. Okay, good. Everyone. Okay. Chấp xong rồi. Mom. Mom, mẹ này. In public. Okay. Ở công cộng nha. Public. Đấy, ở công cộng. At home. Okay. Là ở nhà. Ở này. Public là công cộng này. At là ở này. Home là nhà. Okay. Hello, boy. In public. Okay, next one. At home. At hát đấy ra. Home. Okay, really good. In public. At home. Nghĩa là ở nhà. Okay. Mình xem bạn nào. Ai đồng ý nào? Ai đồng ý là mẹ in public thì rất là vui vẻ như này mà ở nhà thì Okay. Các bạn, if you nếu ai đồng ý thì các bạn comment là I agree nhá. Please comment, okay? Ngô Di à, mẹ Ngô Di như vậy à? Agree. Okay. I agree, okay? Mẹ thầy ngày xưa thầy cũng bé cũng như vậy nha các bạn nhá, nhưng mà lớn lên thì hết rồi. Ok, I agree. Ok, rất nhiều bạn Ngân Khánh này, Thúy Ngân này, ok. Khả Ngân, I agree, ok. Rất nhiều bạn đồng ý đúng không? In public, cả lớp này đọc thế này. In public. Ngân Khánh rất là đồng ý à, ok. Bạn nào chưa gọi đấy nhỉ, bạn nào chưa gọi thì chat trong chat nào thầy mời nào. Ok. Nguyễn Minh Phương nào? Nguyễn Minh Phương nào với con? Nguyễn Minh Phương nào? Repeat. In public. Repeat everyone. In public. Ok, really good. Next one. At home. At home. Ok. Khả Ngân đọc cho thầy nào. At home. Ok. Ok, thank you. At home. Ok, good. Đến Khả Ngân đọc nha. In public. In public. P cả đâu vậy? Public. Con đọc lại nào. Public. Good. At home. At home. Con đọc đi. At home. At home. Good, really good. Thẳng ăn. Rất tốt nha. Đấy, lớp mình các bạn tiến bộ rất là nhanh nha các bạn ạ. Thầy thấy các bạn tiến bộ rất là nhanh. Awesome. Tuyệt vời các bạn nha.
Ok, ok, chút nữa thầy gọi Bảo Hưng nha. Ok, next one, tiếp theo các bạn ơi. Dài quá. Nhanh, 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 nhanh. Run and listen to English. Ok, các bạn ơi. Run and listen to English. Ok, nghĩa là thầy sẽ ít gọi các bạn nha. Chạy và nghe tiếng Anh này. Ai mà không ghi kịp thì là về nhà xem lại bài các bạn nhé. You cannot follow, so you can watch it at home, okay? Cả lớp đọc lại thế nào? Run and listen to English. Okay, next one. It's a square in Sapa. Đây là cái quảng trường ở Sapa các bạn nhé. Thầy không biết là tên là gì, không nhớ nữa. Sapa City, okay? Ở thành phố Sapa, thành phố và hay thị trấn nha. Sapa town, ok. Thị trấn này đúng không? Một quảng trường các bạn nha, quảng trường. Ở thị trấn Sapa. A square in Sapa town. Ok, một cái quảng trường ở thị trấn Sapa các bạn ạ. Ok. Cả lớp lại theo thầy nào. A square. Square in Sapa town. Ok. Đây, tiếp theo. Khi không kịp các bạn xem lại video nha. Interpreter. Mình hết thời gian rồi các bạn ạ. Interpreter, ok, như là phiên dịch viên. Thì là phiên dịch cho cái công ty hoa quả này các bạn nhé, hoa quả và nấm. Đây là nhà nhập khẩu nấm lớn nhất của miền Bắc các bạn ạ, Bioversi, ok. Thầy được dịch này, thầy ăn được hoa quả rất là ngon, ăn cherry, ăn rất nhiều loại hoa quả ngon luôn các bạn ạ. Thế là các bạn có một nghề nữa là đi làm phiên dịch, giỏi tiếng Anh làm phiên dịch cũng được. Mình học hỏi rất là nhiều thứ hay. Các bạn đọc theo thầy nào. Interpreter. Everyone, one more time, một lần nữa nào. Interpreter. Okay, interpreter là phiên dịch viên. Interpreter. Okay, good. Là phiên dịch viên. Okay, good. Next one. Father of the year. Okay. Người bố của năm luôn. Xứng đáng là người bố của năm. Of the year. Okay. Bố của năm. Ai thấy bức ảnh này buồn cười, please comment. If you think it's funny, please comment 6, okay? Please comment 6 if you think it's funny. Hay comment 6 đi nào. Bảo Hân với lại không nói chuyện riêng nhá. Bảo Hân này, Trương Lê Khanh. Này, không nói chuyện riêng. Father of year, rất nhiều bạn thấy buồn cười không? Người bố của năm thấy buồn cười không? Ok. So funny, right? Rất buồn cười. Next one. Perfect user. User for Internet Explorer. Chắc là nhiều bạn không hiểu được cái câu này. Internet IE, trong máy tính các bạn có cái IE rất là chậm, Internet Explorer của Microsoft này rất là chậm. Hoàn hảo này. User là người dùng cho cái IE. Internet Explorer là cái IE của cái trình duyệt của cái Microsoft ấy, rất là chậm. Okay. Perfect user for Internet Explorer. Ai hiểu nhỉ? Ai thấy buồn cười cái tranh này không? Ai hiểu cái bức tranh này không? Do you understand? Please comment 6. Please comment 8. Bạn comment là 8 đi nào. Nếu bạn hiểu. Mình sang hiểu này. 8. Bảo Hân cũng hiểu. Ok. Gần 8. Ok. Đấy. Thầy tưởng là khó hiểu nhưng nhiều bạn hiểu phết đấy nhỉ. Ok, tiếp theo này. Owners be like, ok. Owners be like. Don't worry, he don't bite. Đừng có lo, chó không cắn đâu. Ai được người ta nói câu này với mình là okay. Owners là người chủ này. Chủ này.
như kiểu này worry the law, ok, nó không cắn đâu. Ok, ai đồng ý câu này nào? Ai đã được kiểu chủ con chó nói là gì nhỉ? Đừng lo, chó không cắn đâu. Rồi owners be like, don't worry, he won't bite. Đừng lo, chó cắn đâu. Đúng không? Ai thấy buồn cười không? Buồn cười comment là so funny nào. Comment đi, so funny. Ai thấy buồn cười không? Hey, please comment so funny. Ok, comment so funny. Ok, Phương Hà thấy buồn cười. Ok, Bảo Hân này. Ok, good. Owners be like, cả lớp đọc xem này. Owners be like, don't worry, he don't bite. Đừng có lo, nó không cắn đâu. Ok, suýt nó cắn vào mặt luôn đấy. So funny, right? Ok, funny. Đức Anh cười ngả nghiêng. Ok, good. Waking up naturally là thức dậy tự nhiên nhá. Waking up naturally. Còn việc alarm clock là đài báo thức này, báo thức này. Alarm. Thức dậy này. Thức dậy tự nhiên. Alarm clock là báo thức. Đồng hồ các bạn nha, thầy viết tắt nha. Ok, cả lớp nhé bạn nào. Waking up naturally, đấy, thức dậy tự nhiên. Tiếp theo này, waking up with an alarm clock. Ok, tiếp theo, để nói nhanh thôi. Discipline is the bridge between goals and accomplishment. Discipline là sự kỷ luật các bạn nhé. Các bạn phải ghi từ này vào, rất quan trọng này, tính kỷ luật. Đấy, lý do thầy có rất là nhiều huy chương và thầy thành công hơn rất là nhiều người tại vì thầy có tính kỷ luật các bạn nha. Discipline, ok, tính kỷ luật. Ok, good. Cả lớp ơi, comment nào. Discipline, ok, tính kỷ luật các bạn nha. Ok, các bạn comment nào, comment vào chat nào. Discipline, mình phải có tính kỷ luật. Phải học tiếng Anh hàng ngày thì chắc chắn mình sẽ giỏi. Hãy comment đi, please comment. Discipline, comment đi nào. Discipline, từ này khó đấy. Bảo cũng không phải ai cũng làm được đâu, không phải ai cũng có kỷ luật học hàng ngày đâu. Discipline, ok. You have to have discipline, ok. Là tính kỷ luật các bạn nhá. Cả lớp đọc theo thầy nào. Discipline. Một lần nữa. Discipline. Khả Ngân nha, ngồi thẳng lưng. Tất cả các bạn ngồi thẳng lưng nào. Mũi hết mắt bây giờ, đừng có ngồi gần thế, ok. Tính kỷ luật các bạn nha, discipline, ok. Bây giờ mình sẽ nghỉ khoảng 1 phút, nghỉ 1 phút các bạn nha, 1 minute break, ok. 9:51 quay lại mình học nốt phần cuối các bạn nha, 9:51 bài, ok. Mình nghỉ giải lao 1 phút các bạn nha. Take break 1 minute. Now stand up, bạn đứng dậy đi, đứng dậy nào, everyone stand up. Ok, đứng dậy đi vệ sinh các kiểu đấy nhá.
Now everyone, các bạn ơi, can you see me? Now can you stand up? Đứng dậy nào. Đứng dậy. Stand up everyone, stand up, stand up. Okay, now run. Các bạn chạy đi, run a little bit. Run, come on, keep running, chạy đi, run. Mua nhọn ra, phát âm ra thầy nào. Run, keep running, Phương Nguyên chạy đi, run, Văn Nguyên, run, keep running, okay? Run, run, run to a lake, chạy tới một cái hồ nào. Run to a lake, good. Keep going, Hồng Quyên nào, run, chạy đi, à Hồng Quyên thầy chưa gọi Hồng Quyên hôm nay nhá. Run, run, keep running. Run to a forest, đọc theo thầy nào. Run to a forest, anh Kiệt ơi, chạy đi, nhanh, quick. Run, 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 run. Keep going, okay? Keep going, okay? Awesome, keep going. Really good. Okay, good, awesome. Clap your hands, three times. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten. Awesome, tuyệt vời các bạn nha. Awesome, okay. Okay, thank you. Let's go. Mình học tiếp các bạn nha. Okay, so we learn. Đây các bạn ơi, cái bài bài này. My TV. Okay. Các bạn hãy dành khoảng 2 phút nha. So spend 2 minutes to draw a picture. Okay, các bạn hãy dành 2 phút nào, vẽ một bức tranh các bạn. Các bạn post lên nhóm nào. Okay, draw a picture. Ok, hãy vẽ bức tranh đi. Để mình xét thuyết trình về. Các bạn nhớ là mình có 3 phần nhá. So there are 3 parts in a presentation. Introduction, the body and the ending. Đấy, thì thường là introduction and ending thì mình thường làm giống nhau và body thì nó khác. Rất là dễ các bạn nhá. Ok, thì các bạn vẽ một bức tranh nào. Nhanh lên, quick, quick, quick. Vẽ nhanh lên. Vậy để thầy post cái bức ảnh của thầy đây nhá. Let me post my picture on our group, ok? Để post bức ảnh của thầy. Đấy, các bạn phải tưởng tượng hình ảnh ra nhá, để mình các bạn vẽ và post lên nhóm nhá. And then post it to the group, ok? To our group. Ok, cả lớp post lên nhanh nhanh nhanh. Ok. À, làm xong rồi chụp ảnh post lên nhá. Rồi mình học tiếp nào. My pet. Bài 14, 15 cả lớp ghi là bài tập về nhá nhá. Homework. Topic 14. 15 is homework. Ok. Homework. 14, 15 là homework các bạn nhá. Ai đã hiểu rồi nhỉ? Do you understand? Please comment 1 if you understand. Các bạn comment là 1 đi nào. Nếu các bạn hiểu là 14, 15. Làm bài tập về nhà. Understood. Comment understood xem nào. Please comment understood. Ok. Để hướng dẫn các bạn rất là nhanh nhá. Topic 16, ok. Chủ đề số 16 nào. Spot. Topic 16, các bạn tập trung vào nhá, nhanh đấy. Sport là thể thao này. S gì nào? Sport. Chủ đề 16 là thể thao này. Và các lớp này. Sport, S gì nào? Sport.
spot. Hi, everybody. Hi, everybody. It's me, tôi đây. It is me. Chào mọi người. Là tôi đây, okay. Hi, everybody. It's me. It's me. Okay, thầy điền vào gì? Điền tên vào. It's me, Tom. Okay, it's me, Tom. Lặp nhắc lại nào. Hi, everybody. It's me, Tom. Nice to talk to you. Okay, rất là vui khi nói chuyện với bạn nhá. Mình học rồi nhá. I am. Để tiếp theo. I am. Thì điền tuổi vào nhá. Này, tuổi thì mình sẽ nhấn mạnh nào. Ví dụ là I am. Ví dụ là 10 đi nhá. 10 years old. Mình đọc I am 10 years old. Mình vừa lên giọng các bạn nhá. I am 10 years old. Và cuối thì mình sẽ xuống. Yes. Oh, okay. Okay, các bạn ơi, repeat. Nhắc lại xem. I am 10 years old. One more time. I am 10 years old, okay? Yeah, I am from đâu đấy? From okay, ví dụ là thành phố nào đấy nhá, chẳng hạn như Vinh City, okay, thành phố Vinh này. Thì mình phải xuống giọng một cuối nào. Các bạn nhớ tất cả các câu nhá, các bạn hiểu không? Là phải xuống giọng một cuối. Các bạn tự điền vào nhá. Tôi đến từ thành phố Vinh này. Nhắc lại cho thầy nào, repeat. I am from Vinh City, okay? Today I will talk about sport. Đó, nhắc lại cho thầy nào. Today I will talk about sport, thể thao, sport. Today, đó, nhắc lại một lần nào, one more time. Today I will talk about sport, là thể thao. Các bạn thích chơi môn gì nhỉ? Các bạn comment đi. Comment một tiếng Anh nào. I like playing. Có thích chơi. I like playing. Có thích chơi môn gì? Comment đi. Basketball, đúng rồi. Là bóng rổ này. Tôi thích chơi bóng rổ. I like. Play là chơi các bạn nhá. Mình học rồi. Soccer. Ok. Bóng đá. Đó vậy. Đọc lại thôi. I like playing basketball. Ok. Tôi thường chơi này. I often play with. Ok. Với ai đấy? With my friends, bạn tôi. With my father, I play alone hả? Tôi thường này chơi này. Ok. Đó là đọc theo thầy. I often play with my friends. Đó. Often là thường chơi nhá. Thank you and goodbye. Đấy, bài này các bạn cũng phải vẽ một bức ảnh các bạn nhá. So this you have to draw a picture. Và mình sẽ phải vẽ ra và mình không được nhìn vào ảnh đấy. Mình phải nhớ trong đầu nhá. Các bạn hiểu nhá. Mình không được nhìn ảnh nữa. Mình phải imagine, phải tưởng tượng nhá. Tưởng tượng. Do you understand? Bạn nào hiểu rồi nào? Comment là got it xem nào. Nếu bạn nào hiểu là mình không được nhìn vào sách, không được nhìn vào tranh mà mình phải tự nhớ trong đầu mình sẽ thuyết trình các bạn. Comment là I got it xem nào. Everyone please comment got it. Đúng rồi. I got it đúng rồi. Awesome. Rất nhiều bạn làm được đấy, tuyệt vời nhá. So awesome, tuyệt vời. Thấy rất là vui khi các bạn rất là thông minh, các bạn nhìn thuyết trình mà không cần phải nhìn vào giấy. Awesome, tuyệt vời. Một thế hệ cực kỳ thông minh. Very smart. Ok, got it. Ok, so that's it for today. Bài học hôm nay là kết thúc rồi. Bạn nào có hỏi gì không nào? Ok, any question, guys? Raise your hand. Giơ tay để hỏi nào. Có hỏi gì không? Ok, Minh Sơn, you can ask, ok? Do you like music? Yes, I love music very much, ok? I often listen to music every day. Like 15 minutes every day. And I often listen to English music, okay? Good. Tuệ Lâm, you can ask, okay? Câu hỏi đi, Tuệ Lâm, nhanh.
Do you want to have a dinosaur? Do I want to have a dinosaur? Yes, I want to have a dinosaur, of course, okay? And if I had a dinosaur, I would be really famous, okay? Good, thank you, Tuệ Lâm, thank you for asking. Another question, okay, Nguyễn Vy, you can ask, okay? Thầy ơi. Yes. Thầy có về quê em chơi không? Sometimes, okay? Do you often visit your hometown? Visit hometown, yeah, về quê nha. I often visit my hometown once a month, but right now during the pandemic, so I cannot go back to my hometown. Bây giờ dịch bệnh thì không thể về quê được con nhé. Ngày xưa thầy cũng hay về lắm. Thầy hay về quê để xem đất đai, thầy đầu tư đất đai các bạn ạ. Đấy. Okay. Văn Nguyên, you can ask, okay? Văn Nguyên hỏi đấy con, nhanh lên. Okay. Thầy ơi, thế khi lúc nào thầy về Việt Nam ấy thầy? Thầy về Việt Nam á, thầy đang ở Việt Nam ở đâu nữa? À mình Việt vâng, Nam. Nhưng mà lúc thầy sang ở nước gì? À đúng thầy mình, okay. về Việt Nam khi lúc so, nào ấy? I was back in Vietnam in 2014. Khoảng tháng 1 January 2014, okay? Tháng 1 năm 2014 con nhá. Là thầy về Việt Nam. Thì hôm qua mà thầy. Yeah. Okay, good. Who want to ask? Ai muốn hỏi nữa nhỉ? Khánh Ngân hỏi chứ hỏi à? Hay ai hỏi? Ok. Hôm sau thầy hỏi, nói chuyện các bạn sâu hơn nhá. Ok, goodbye everyone. Để thầy bật mic cho các bạn này. Để các bạn chào thầy này. Goodbye. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Love you all. Love you all. Goodbye teacher. Goodbye, see you again. Okay, bye. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, everyone. Goodbye, everyone. Bye, everyone. See you again. Okay. Bye, teacher. Goodbye, everyone. Bye. Goodbye, everyone. Goodbye, everyone. Goodbye. 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 Goodbye.